Kỳ án, giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương mưu sát vợ chấn động dư luận. Vụ án giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương mưu sát vợ tưởng chừng như sẽ bị chôn vùi, bất ngờ sự thật lại được hé lộ từ chính tiếng khóc trong đám tang. Cái chết của y tá Nhật là một cú sốc rất lớn cho những người thân của cô và cả hai bên gia đình. Trong đám tang của Nhật, hình ảnh bác sĩ Vưu Hữu Chánh giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương vật vã, khóc lóc ôm lấy quan tài vợ càng làm cho mọi người xót xa, không cầm được nước mắt. Tuy nhiên, với thiếu tướng Nguyễn Quang Phong nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an, dường như linh tính nghề nghiệp của một người công an giúp cho ông nhận thấy rằng cái chết của cô Nhật có gì đó còn khuất tất. Quay trở về đơn vị là đội cảnh sát bảo vệ ngành y thuộc Bộ Công an, thiếu tướng Phong, khi đó là đội trưởng, đã gọi một số cán bộ thân thiết trong đội của mình lên nói chuyện, nội dung là về những lời bàn tán của nhiều người trong đám tang y tá Nhật. Theo cảm nhận của thiếu tướng Phong thì chắc chắn phải có vấn đề gì thật sự bí ẩn, quẩn khúc phía sau cái chết của y tá Nhật, mọi người mới bàn tán như vậy. Đem nghi vấn này trao đổi với một số cán bộ trong lĩnh vực y tế chuyên về nhiễm trùng, truyền nhiễm. Ông được biết việc chị Nhật qua đời khá lạ, vì dù là vi trùng Escherichia coli hay Salmonella, thậm chí là vi trùng Vibrio gây bệnh tả đi nữa, thì cũng không thể khiến chị Nhật tử vong trong thời gian ngắn như vậy. Về nguyên tắc, mỗi người mất ở bệnh viện đều phải làm giải phẫu bệnh lý, xem nguyên nhân tử vong. Nhưng khi hỏi về việc giải phẫu bệnh lý với chị Nhật thì lại không có. Lý do Vưu Hữu Chánh đã đến nói với giám đốc bệnh viện rằng vợ tôi mới mất đã đau đớn lắm rồi, xin không mổ xẻ để toàn thân được yên lành, thiếu tướng Phong kể. Trong khi đó, Chánh vẫn tỏ ra vô cùng thương tiếc người vợ trẻ, ngày ngày mang hương hoa đến nghĩa trang Văn Điển. Một nghi ngờ càng thêm thúc giục thiếu tướng Nguyễn Quang Phong cùng đồng đội phải tìm ra lời giải đáp. Tính toán mọi phương hướng, với cương vị là đội trưởng, ông Phong đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ trong đội để thực hiện công tác điều tra với yêu cầu là mọi diễn biến phải hoàn toàn bí mật, không được để cho người thứ ba hay biết. Bắt đầu công tác điều tra, lực lượng công an thu thập những thông tin về mối quan hệ của y tá Nhật. Sau khi lên danh sách rồi sàng lọc kỹ lưỡng, lực lượng công an nhận thấy y tá Nhật hoàn toàn không có bất cứ mâu thuẫn nào quá gay gắt, mối quan hệ của cô cũng chỉ bó gọn trong bệnh viện nên việc sàng lọc hết sức dễ dàng. Lúc này, lực lượng điều tra tiếp tục đưa ra nhận định liệu có khả năng bác sĩ Chánh có nhân tình rồi lập mưu giết vợ. Tuy nhiên, các thông tin thu thập được cho thấy bác sĩ Chánh hoàn toàn không có người tình, cũng không có bất cứ dấu hiệu nào về việc này. Hơn nữa, với những biểu hiện của bác sĩ Chánh tại đám tang thì khó có thể kết luận người này đã có âm mưu giết vợ, công tác điều tra gần như đi vào ngõ cụt, hoàn toàn không có hướng khai thác mới. Khoảng hơn một tuần sau đám tang của y tá Nhật, một trinh sát trong đội cảnh sát bảo vệ ngành y bất ngờ thu thập được một thông tin rất đáng ngờ. Đó là khoảng gần 2 tuần trước khi y tá Nhật đột ngột qua đời, bác sĩ Chánh có đến Đại học Dược Hà Nội xin 3 gam chất arsenic, còn được gọi là thạch tín. Đây là một chất độc, nhưng được dùng trong việc bào chế ra một số loại thuốc sử dụng trong điều trị bằng phương pháp Tây y. Thông tin về bác sĩ Chánh xin thạch tín ngay lập tức được thông báo cho thiếu tướng Phong. Lúc này, ban chuyên án mới có thể đưa ra nhận định chị Nhật đã bị chính chồng là Vưu Hữu Chánh đầu độc. Toàn bộ quá trình điều tra được đảo chiều trong phút chốc. Trinh sát đã xin lại cuốn sổ ghi nhận và chữ ký của Chánh khi xin thạch tín. Tuy nhiên, trong lúc công tác điều tra đang diễn ra một cách bí mật, thì một người làm việc tại Đại học Dược Hà Nội đã nói cho bác sĩ Chánh biết việc lực lượng công an đã thu hồi cuốn sổ ghi lại việc xin thạch tín. Trước thông tin này, Chánh đã đi trước một bước khi mời nhiều bạn bè thân thiết đến nhà ăn cơm và nói rằng công an đang nghi ngờ anh ta lấy thạch tín về giết vợ. Chánh thể độc với bạn bè rằng anh ta có xin 3 gam thạch tín về chế thuốc, nhưng để trong túi áo đi đường rơi mất. Bạn bè Chánh chẳng mảy may nghi ngờ, chỉ sợ Chánh bị công an hỏi, rồi tìm ngay lý gian có thể rơi vào vòng lao lý. Những người bạn đã hiến kế, nếu công an có hỏi thì nói xin 3 gam thạch tín để điều chế thuốc thử nghiệm, rồi cho khỉ uống, nhưng nay khỉ đã chết. Vưu Hữu Chánh lại hỏi, lỡ công an hỏi khỉ chôn ở đâu thì trả lời thế nào? Vì thế, một người trong nhóm mới mách nước nói rằng xin 3 gam thạch tín để chế dung dịch liquor Fowler điều trị cho bệnh nhân. Tuy nhiên, theo tỷ lệ thì với 3 gam thạch tín phải bào chế ra được 1 phần 2 lít dung dịch liquor Fowler, nên Chánh buộc phải xin cho đủ số lượng này để bù lại. Tuy nhiên, dung dịch liquor Fowler được quản lý rất chặt chẽ, việc sử dụng đều phải lưu lại tại hồ sơ giấy tờ cẩn thận, nên nếu có sơ suất lộ ra, để xác minh nguồn gốc là không khó. Chính vì thế, vấn đề lúc này lại được bác sĩ Chánh và nhóm bạn tính đến là nếu như lực lượng công an tìm ra việc đã đi xin liquor Fowler từ các bệnh viện khác thì sẽ phải giải thích thế nào. Tính toán rất kỹ đường đi nước bước, cả đêm hôm đó bác sĩ Chánh cùng nhóm bạn đã tính toán các phương án để làm sao hợp pháp hóa được 3 gam thạch tín đã xin được từ Đại học Dược Hà Nội. Cho đến gần nửa đêm, một kế hoạch hoàn hảo đã được đưa ra. Để hợp pháp hóa 3 gam thạch tín đã xin được ở Đại học Dược Hà Nội, Vưu Hữu Chánh giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương đã tìm cách nhờ bạn bè đang công tác ở các bệnh viện nhằm có đủ 1 phần 2 lít dung dịch liquor Fowler. Cùng với đó, Chánh bày ra thủ đoạn cấp thuốc trên giấy tờ,
nhưng thực tế hoàn toàn không phát Liquor Fowler cho người bệnh. Tranh tin rằng, bằng những cách thức tinh vi, hoàn hảo đó sẽ đánh lừa được lực lượng công an, nhưng không ngờ tất cả đều được giải mã sau đó. Sau khi nắm bắt được rõ việc Thạch tiến chế ra được Liquor Fowler, Thiếu tướng Nguyễn Quang Phong, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an cho rằng, rất có thể bác sĩ Tránh đến nhiều bệnh viện là có liên quan đến loại dung dịch này. Vì vậy, ông đã trực tiếp đến gặp lãnh đạo của các đơn vị y tế, những nơi mà bác sĩ Tránh đã đến xin Liquor Fowler. Người đầu tiên tướng Phong gặp là bác sĩ Trịnh Kim Ảnh, giám đốc bệnh viện Việt Xô lúc đó. Bác sĩ Ảnh cho biết, Vương Hữu Tránh có đến gặp và nói chuyện rằng muốn xin Liquor Fowler về để tiến hành điều trị cho các bệnh nhân. Bác sĩ Tránh nói rằng, do trong kho dược liệu tại bệnh viện đã hết nên muốn xin Liquor Fowler để về giải quyết việc cứu người trước mắt. Hơn nữa, việc bào chế, sử dụng bị kiểm soát hết sức kỹ lưỡng, nên bác sĩ Tránh không quên dặn bác sĩ Ảnh là cố gắng giữ kín mọi thông tin đến việc xin Liquor Fowler. Tránh còn đến nhiều nơi nữa, nhưng vẫn không đủ. Do thiếu dung dịch Liquor Fowler, nên giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương khi ấy nghĩ ra cách là kê đơn thuốc cho bệnh nhân có thành phần dung dịch này, rồi thu lại số Liquor Fowler mà bệnh nhân được phát. Hắn chỉ chọn bệnh nhân tỉnh xa như vùng Cao Bằng, Lạng Sơn, nhằm gây khó cho việc điều tra. Lập tức, trinh sát được chia ra các hướng, đi tới những tỉnh như Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai với mục đích thu thập các đơn thuốc mà bác sĩ Tránh đã kê cho bệnh nhân, trong đó có thành phần của Liquor Fowler. Kết quả cho thấy, khi gặp các bệnh nhân, tất cả mọi người đều khẳng định rằng bác sĩ Tránh có kê Liquor Fowler, nhưng sau đó đã thu hồi lại với lý do không cần phải sử dụng loại thuốc này nữa. Để mọi người không thắc mắc, bác sĩ còn nói riêng Liquor Fowler được phát miễn phí không thu tiền, vì vậy không có ai phản nàn gì về việc này. Sự tinh vi, quỷ quyệt của Tránh khiến lực lượng điều tra gặp không ít khó khăn trong quá trình phá án. Một số tình tiết đã dần hé mở, tất cả các thông tin và các bằng chứng, hồ sơ về một vụ án giết người được xây dựng lên khá công phu, với nghi phạm số 1 là bác sĩ Vưu Hữu Tránh. Do vụ án liên quan đến vị bác sĩ đầu ngành của Bộ Y tế, bản thân Tránh cũng rất có uy tín trong xã hội, nên vụ việc được báo cáo lên Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Quốc Hoàn. Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn quyết định để Phòng Bảo vệ Y tế trực tiếp điều tra vụ án. Vụ việc cũng được báo cáo sang Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Viện trưởng lúc đó là ông Hoàng Quốc Việt đã ký quyết định khởi tố vụ án. Tuy nhiên, do Tránh là một giám đốc bệnh viện tuyến trung ương, việc điều tra có sự nhạy cảm nên ông Phong đã sang trực tiếp Bộ Y tế gặp Bộ trưởng lúc đó là ông Phạm Ngọc Thạch để báo cáo. Trong buổi họp kín thành phần gồm có Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch, Thứ trưởng Đinh Thị Cẩn Nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng và Thứ trưởng Vũ Văn Cẩn lúc đó còn kiêm chức Cục trưởng Cục Quân y. Vì là một bác sĩ khá có tiếng tăm, nếu như đúng, thông tin Tránh giết vợ đến tay người dân sẽ phần nào làm giảm uy tín ngành y Việt Nam lúc đó. Nhưng mặt khác, pháp luật cũng không thể cho phép một kẻ phạm tội giết người có thể thoát tội được. Bằng những tài liệu quan trọng, ông Phong đã thuyết phục được các lãnh đạo Bộ Y tế chấp thuận cho điều tra vụ án. Tuy nhiên, Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch đã yêu cầu phải bí mật và Phòng Bảo vệ Y tế của ông Phong phải trực tiếp thụ lý. Bên cạnh đó, hai vị thứ trưởng ngành y tế còn khẳng định sẽ giúp đỡ công tác điều tra nếu như có liên quan đến vấn đề chuyên môn. Cuộc khai quật tử thi trong đêm, ban chuyên án xác định yếu tố căn bản của vụ án này là phải chứng minh được trong người y tá Nhật, vợ bác sĩ Tránh, có chất arsen. Điều đó đồng nghĩa với việc phải khai quật tử thi nạn nhân. Ngặt nỗi, từ sau khi vợ mất, Tránh liên tục xuống thăm mộ. Dù công việc có bận rộn đến mấy thì cứ 2-3 ngày Tránh lại ra mộ vợ thắp hương để tỏ ra rất đau đớn. Nhưng tất cả các việc làm đó chỉ là cái vỏ bọc, thực chất Tránh ra mộ vợ nhiều là để giám sát xem cơ quan điều tra có tiến hành khai quật hay không. Nếu như việc khai quật được tiến hành, chắc chắn Tránh sẽ phát hiện ra và lúc đó việc điều tra càng trở nên rắc rối. Công tác điều tra dần bị rơi vào tình trạng bế tắc khi không thể tìm cách khai quật tử thi một cách bí mật sao, khiến Tránh không hề hay biết. Ông Phong đã bàn với Thứ trưởng Bộ Y tế Đinh Thị Cẩn về việc sẽ điều Tránh đi công tác trong 5 ngày, khoảng thời gian vừa đủ để công tác khai quật tử thi cũng như xử lý khu vực khai quật hoàn thành. Cơ hội đã đến khi Bệnh viện tỉnh Quảng Ninh mở một hội nghị về y khoa. Vưu Hữu Tránh được Thứ trưởng Cần yêu cầu theo cùng bà xuống Quảng Ninh dự hội nghị. Bằng cái điệu hồ ly sơn, công tác khai quật tử thi y tá Nhật được tiến hành. Sau khi Tránh xuống Quảng Ninh, kèm theo đó là Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã quyết định cho phép khai quật tử thi. Ông Phong sang bàn với Thứ trưởng Vũ Văn Cẩn về công tác khai quật và khám nghiệm tử thi của y tá Nhật. Với tình trạng tử thi đã được gần 100 ngày, công tác khai quật và xét nghiệm gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, lúc đó Thứ trưởng Cần đã điều một đại úy quân y là một trong những chuyên gia khám nghiệm tử thi về giúp ông Phong. Trong một buổi đêm của những ngày đầu năm 1962, sau khi đã có sự nhất trí của lãnh đạo Nghĩa Trang Văn Điền, công tác khai quật, khám nghiệm được tiến hành. Một đội trượt đào huyệt đã được huy động để giúp lực lượng công an tiến hành khai quật. Tại buổi khai quật đó còn có đại diện Bộ Công an, Viện Kiểm sát và Bộ Y tế. Tất cả các mẫu phẩm như tóc, móng tay, lục phủ ngũ tạng, não bộ,
của y tá Nhật cho đến đất ở trên nắp Vạn Thiên cũng như hai bên thành, rồi cả nước trong quan tài cũng đều được lấy làm mẫu vật xét nghiệm. Các mẫu phẩm đều được đánh mã số X715 và có chú thích cụ thể. Khi niêm phong mỗi bình mẫu vật, để đảm bảo tính an toàn và minh bạch, đại diện của các cơ quan có mặt ở đó đều phải ký tên mình lên đó. Để tránh không nghi ngờ, sau khi các công việc lấy mẫu phẩm xong xuôi, lực lượng chôn cất của nghĩa trang Văn Điền đã chuẩn bị sẵn những ô cỏ đã xanh tốt, sau đó đắp lên mộ và cẩn thận ghép lại giống mộ còn nguyên vẹn như lúc chưa khai quật. Bất an trong lòng, 5 ngày sau khi đi công tác trở về, ngay trong buổi chiều cùng ngày, bác sĩ Tránh đã lập tức đạp xe xuống nghĩa trang Văn Điền để thăm mộ vợ. Cuộc khai quật tử thi y tá Nhật diễn ra ngay trong đêm Vưu Hữu Tránh xuống Quảng Ninh tham gia hội thảo. Những người tham gia cuộc khai quật vô cùng ám ảnh vì thi thể đã chôn cất gần 100 ngày, từ việc lấy mẫu phẩm cho đến xét nghiệm đều vô cùng khó khăn. Còn với bác sĩ Tránh, dường như có một cảm giác bất an trong lòng. Vị giám đốc bệnh viện đã định bỏ về giữa chừng, nhưng không dám trái lệnh của cấp trên, nên đành ở lại. Sau 5 ngày, bác sĩ Tránh về Hà Nội và ngay lập tức đi xe xuống nghĩa trang thăm mộ vợ. Lúc này, vấn đề quan trọng nhất là chứng minh được trong người y tá Nhật có chất arsenic, thạch tín. Trước đó, vợ giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương qua đời tại bệnh viện Bạch Mai, thì các bác sĩ ở đây cũng đã yêu cầu tiến hành khám nghiệm pháp y. Tuy nhiên, bác sĩ Vưu Hữu Tránh nói với đồng nghiệp vì Nhật mất quá nhanh, lại vừa sinh con xong, nên nếu mổ sẽ làm cho thân xác thêm đau đớn, người thân nhìn vào cũng xót xa. Phần vì lời nói có phần hợp tình hợp lý, phần vì Tránh là người mang tầm ảnh hưởng trong ngành y, nên phó phòng chính trị, bệnh viện Bạch Mai đã quyết định ngừng tiến hành phẫu thuật tử thi. Đó là mấu chốt giúp giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương với âm mưu giết vợ đã qua mặt cơ quan điều tra khi đó. Nhưng đến khi cục quân y thuộc Bộ Quốc phòng trực tiếp xét nghiệm mẫu phẩm mã X715 trong số 10 mẫu phẩm đã được niêm phong, với các phương pháp tiên tiến nhất, các bác sĩ đã tìm thấy các mẫu phẩm đều chứa hàm lượng rất cao chất arsenic. Kết luận xét nghiệm đã khẳng định trong thi thể của y tá Nhật chứa rất nhiều thạch tín và là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô. Sâu chuỗi lại tất cả các chứng cứ cũng như tài liệu đã thu thập được, lúc này Thiếu tướng Nguyễn Quang Phong, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an đã chính thức khẳng định Tránh đã đầu độc vợ mình bằng thạch tín. Sau khi có kết luận xét nghiệm, hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và đến tận tay Viện trưởng Hoàng Quốc Việt. Tiếp đó, hồ sơ vụ án được chuyển sang tòa án và Vưu Hữu Tránh được triệu tập ngay lập tức. Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, công tố viên Nguyễn Quang Dụ thuộc Tòa án Hà Nội đã gặp trước Tránh. Lúc đầu, Tránh khăng khăng chối tội khi Tránh vẫn chưa biết quá trình điều tra đã hoàn thành. Tránh vẫn khẳng định rằng lượng liquor Fowler đã được cấp phát cho bệnh nhân ở các tỉnh. Tuy nhiên, với những chứng cứ mà ông Phong, lúc đó phụ trách phòng bảo vệ y tế, cục bảo vệ cơ quan và văn hóa, Bộ Công an và anh em trong phòng thu thập được, Tránh đã phải cúi đầu nhận tội giết vợ. Phiên tòa xét xử Vưu Hữu Tránh thu hút được sự quan tâm đặc biệt của quần chúng, đặc biệt là những người trong ngành y, ai nấy đều tỏ ra phẫn nộ trước hành vi giết người cực kỳ dã man của Tránh. Kẻ sát nhân là một bác sĩ đầu ngành, được rất nhiều người bấy lâu nay vẫn kính phục. Gia đình của Tránh cũng như gia đình y tá Nhật đều rất bất ngờ, bởi ẩn sau vẻ bề ngoài đàng hoàng của một giám đốc bệnh viện là một kẻ giết người tinh vi và xảo quyệt. Với trình độ y học trong tay, Tránh đã nghĩ ra một kế hoạch rất kín đáo hòng che giấu hành động thú tính của mình. Kế hoạch sát hại vợ thật hoàn hảo, nhưng tội ác không thể nào lọt lưới được công lý. Trước vành móng ngựa, giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương phải thừa nhận hành vi giết vợ trước những chứng cứ không thể chối cãi của ban chuyên án điều tra dưới sự chỉ đạo của ông Phong. Theo lời khai của Vưu Hữu Tránh, những ngày đầu sau khi cưới, cuộc sống của cặp vợ chồng bác sĩ y tá đúng là rất hạnh phúc, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng phai nhạt bởi nhiều yếu tố, trong đó công việc là nguyên nhân then chốt. Bác sĩ Tránh kể, y tá Nhật vốn là con của một gia đình khá giả, được cưng chiều từ nhỏ, nên trong cuộc sống luôn đòi hỏi phải có sự cung phụng từ người khác. Trong khi đó, công việc của một giám đốc bệnh viện rất bận rộn, nên Tránh không thể lúc nào cũng kè kè bên vợ, làm theo ý vợ được. Trong thời gian dài khi Nhật mang bầu, hai vợ chồng liên tục xảy ra mâu thuẫn, cuộc sống vợ chồng luôn trong tình trạng cơm không lành, canh chẳng ngọt, dù bên ngoài mọi người vẫn thấy hình ảnh một gia đình đầm ấm, vẹn toàn. Vì suy nghĩ giữ thể diện cho bản thân cũng như gia đình mà Tránh luôn chịu phần thua trong các cuộc cãi vã. Vậy nhưng, có những lúc Tránh đi về nhà lúc nửa đêm thì y tá Nhật không chịu mở cửa, bắt Tránh nằm ngoài hè giữa đêm đông. Tức tối vì đường đường là giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương mà phải khổ như vậy, Vưu Hữu Tránh nảy ra suy nghĩ sẽ phải giết vợ vì đã đối xử tệ với chồng. Nảy sinh ý định sẽ đầu độc vợ từ khi Nhật mang thai ở tháng thứ 6, thứ 7. Tuy nhiên bác sĩ Tránh nghĩ rằng nếu ra tay lúc này sẽ giết luôn cả con mình nên đã không thực hiện. Chính vì lý do này mà khoảng thời gian sau đó, Tránh cố gắng nhẫn nhịn để cho cuộc sống không xảy ra xung đột, vẫn cố tỏ ra bình thường. Sau khi Nhật sinh nở, Tránh cố ý dành lấy phần nấu nướng thức ăn cho vợ. Mỗi lần nấu ăn, bác sĩ Tránh lại cho vào một chút dung dịch thạch tín pha loãng. Là người làm ngành y nên bác sĩ Tránh rất biết sử dụng liều lượng sao cho chỉ để y tá Nhật đổ bệnh rồi chết từ từ.
Sau gần 20 ngày, kế hoạch của bác sĩ Tránh đã thành khi y tá Nhật, dù được các bác sĩ cứu chữa tận tâm bằng những kỹ thuật cao nhất, nhưng vẫn không qua khỏi. Để có thể che giấu toàn bộ tội trạng của mình, bác sĩ Tránh đã cố tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo về hình ảnh một người chồng mẫu mực, hết lòng yêu thương vợ để qua mặt mọi người. Phiên tòa xét xử bác sĩ Tránh diễn ra trong tâm lý chịu nặng của tất cả mọi người, từ hội đồng xét xử cho đến những người chứng kiến đều mang nặng tâm trạng về sự việc, tiếc nuối, nhưng cũng rất căm phẫn trước những gì mà vị giám đốc bệnh viện này đã gây ra. Thời gian xét xử cũng khá nhanh khi các luật sư biện hộ cho Tránh không thể phản biện được trước những chứng cứ vô cùng xác đáng. Những bằng chứng, những hồ sơ giấy tờ mà ông Phòng và anh em cùng đơn vị thu thập được đã không cho các luật sư một cơ hội để cãi tội cho Tránh. Vụ án bác sĩ Vưu Hữu Tránh giết vợ đã từng gây rúng động Hà Nội trong một khoảng thời gian rất dài. Sau nhiều năm tháng, dư luận dần chìm lắng, vụ việc này đi vào quên lãng, nhưng khi nhắc lại nó, mọi người cho rằng đây là một bài học về cách đối nhân xử thế, đối đãi giữa vợ chồng với nhau và cũng là sự cảnh tỉnh về cách sống màu mè, quá xem nặng hình thức. Và tội phạm có thể là bất cứ ai, không kể học vấn hay địa vị xã hội, thậm chí người có học vấn càng cao thì hành động lại càng đáng sợ, được chuẩn bị kỹ lưỡng, lên kế hoạch và hành động đến mức cạn tình. Vưu Hữu Tránh bị kết án tử hình, dù có đơn xin ân xá nhưng bị chủ tịch nước bác đơn. Với việc phá được chuyên án này, phòng bảo vệ y tế do ông Phong đứng đầu đã được Bộ Công an lúc đó khen thưởng. Dư luận lúc đó đánh giá quá trình phá vụ án này như là một cuốn tiểu thuyết trinh thám gay cấn và đầy hấp dẫn.